Xin chào các bạn, video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách sử dụng của cái nâng tiếng các bạn nhá. Thì đây mình sẽ sử dụng cái con nâng tiếng dưới này. Thì vì TikTok màn hình dọc mà nên là mình sẽ chỉ quay được một nửa thôi. Tuy nhiên là không sao cả, bởi vì bên này thì nó là loa bên trái này, bên này là bên phải này thì nó giống nhau. Các bạn điều chỉnh loa bên trái như thế nào thì loa bên phải cũng như vậy. Thế nên là ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một nửa này nha. Ở đây thì rất là đơn giản thôi ạ. Thì ở trên mặt của nâng tiếng này nó có những cái nút để ấn vào mà lên màu đỏ đỏ như thế này này, có nghĩa là ấn vào để sử dụng cái kênh bên nó, gọi là cái chức năng của nâng tiếng. Thì tất cả những nút này các bạn đều ấn để cho nó lên màu đỏ nhé. Riêng cái nút impact này, cái nút này thì khi mà các bạn nhả ra thì là không sử dụng chức năng của nâng tiếng, còn khi ấn vào là sử dụng của chức năng của nâng tiếng. Còn ở ngoài này có cái nút này, nút này là sử dụng kênh bên trái, còn nút này là sử dụng kênh bên phải, là để cắt cái tần số nó là sử dụng 50 Hz hay là 100 Hz đấy, thì các bạn cứ ấn vào thì tiếng nó sẽ hay hơn. Tiếp theo thì ở trên nâng tiếng nó chỉ có 4 cái nút này thôi, mỗi một kênh. Và đây là cái cổng loa súp, nếu mà các bạn cắm loa súp thì các bạn sẽ ấn nút này vào, còn nếu mà không sử dụng loa súp thì các bạn nhả ra. Ở đây thì sẽ có 4 cái EQ này, bên trái có 4 cái, bên phải có 4 cái. Thì những cái nút này nó có tác dụng là gì? Rất là đơn giản thôi ạ. Đầu tiên nhá, mình sẽ hướng dẫn qua này. Ở đây chính là nút loud này, đây chính là bass. Bass thì các bạn sẽ vặn lên tầm khoảng từ 1 đến 2 giờ. Còn nếu mà các bạn thích mạnh hơn thì các bạn vặn lên tầm này. Đấy, thường là mình sẽ để tầm hơn 1 giờ, gần 2 giờ kiểu như thế này. Tiếp theo đó chính là nút tone. Nút tone này chính là như là chức năng của cái mid, là chính là cái chức năng của thứ trung. Thì cái này các bạn đừng vặn quá cao, vặn quá cao không hay đâu. Mình hay để tầm này, tầm 11 giờ. Đấy. Còn tiếp theo chính là nút này. Nút này là nút chế độ. Thì ở chế độ ở đây các bạn sẽ thấy nó có chế độ là classic này, mid-post này. Thì như ngày xưa chúng ta sử dụng những cái bộ âm thanh á, nó hay có chế độ là classic, post này, giáp, ballad cái thứ gì đó đó. Đây chính là chế độ. Thì ở đây á, thì các bạn nếu mà vặn về thế này thì nó sẽ đánh thư hơn. Thì thường cái này á, mình hay để là tầm 2 giờ, hơn 2 giờ tí đi. Thì tiếng cả ra cái chế độ ở hơn 2 giờ này hoặc là 1 rưỡi thì tiếng rất là hay. Đấy, mình hay để thế này. Còn đây là chép. Chép này thì các bạn nếu muốn sáng tiếng thì các bạn tăng lên. Mình hay tăng cái chép này sáng tiếng lên. Còn nếu mà các bạn cổ nhà các bạn tiếng chép quá nhiều thì các bạn giảm đi. Đấy, ở đây là bass này, đây là trung này, đây là chế độ, còn đây là chép. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Còn hai nút này là to nhỏ, nâng tiếng sử dụng rất là dễ các bạn nhá. Và để điều chỉnh được cái bộ âm thanh của chúng ta hay hơn với nâng tiếng á, thì các bạn nắm được 4 cái nút đó nó là tác dụng là gì, là các bạn điều chỉnh được ngay, rất là dễ ạ. Và nếu mà các bạn cắm lên súp á, thì các bạn sẽ cắm đằng sát đằng sau chiếc súp này này. Đây cổng súp bass output này này, thì đây là súp và con nâng tiếng TDA Acoustic CB1000 này, nó rất là dễ điều chỉnh và giúp cho bộ âm thanh của chúng ta hay rất là nhiều, với giá chỉ hơn 1 triệu thôi. Các bạn muốn tham khảo giá bán của con này thì bấm vào dòng bên góc bên trái để có thể tham khảo giá nhé. Cảm ơn bạn đã xem video.